giọt lệ buồn rơi trên núi cao. Sầu theo gió mưa dằn dằn khắp trời, lòng em thương thương nhớ nhớ một người. Ôi những sương giăng như giọt lệ buồn. Có ai đó không? Có ai đó không? Làm ơn cho tôi xin miếng nước. À, nước, nước hả? Có nước đây, nước đây, nước đây. Nước, đây. Nước. Đây, trời đây, ơi, nước đây. Mà sao chậm quá vậy? Đây, từ từ. À. Trời ơi, ngồi vậy đi, nổi không? Đây. Nè nè, nước. Đây là đâu? Kìa! Kìa! Ông! Trời ơi! Đừng có làm động vết thương! Ta đã bị trọng thương! Phải! Và nàng... Nàng đã cứu cho ta! Đó là việc phải làm! Nàng không sợ! Có gì phải sợ? Ta là người Tây Hạ. Người Tây Hạ thì đã sao? Ta là kẻ thù của quân Mông Cổ. Cổ Thạch Xuyên. Đối với nàng, ta đã hai lần vay nợ. Nợ ông vay, bao giờ ông mới trả? Kiếp sau. Kiếp sau à? Phải. Kiếp này chúng ta đã lỡ sanh ra trong định phận khắc nghiệt. Chiến tranh còn đấy, còn chồng chất mãi hận thù. Không, không, chiến tranh này rồi sẽ có ngày chấm dứt. Sau khi bao nhiêu cửa nhà tan nát, sau khi bao nhiêu xác chết bị vùi chôn. Không, không, người dân Tây Hạ mãi mãi căm hờn, giận khổ, giận đau trong nỗi niềm giống quách. Cô Thạch Xuyên, sao ông đối với tôi vẫn không có một chút gì đáp trả? Tôi yêu ông mà ông vẫn dừng dừng. Tôi yêu ông mà ông vẫn hớt hồi lạnh lùng, khiến cho tôi cảm thấy phận mình vô phước. À, khắc thiết kìa. Cuộc tình này sẽ mãi mãi xa. Ôi tim đau sao buồn và tâm hồn. Trời chiều buồn sắc xe lòng băng, trong lành vắng ai thấu lòng khổ đau. Hận thù sâu căm hờn bay kẻ cùng chinh, làm khổ xót xa duyên tình trái ngang. Xin trả lại cho tôi một nỗi sống bình yên của một kẻ trót sanh ra trong thời binh lửa. Xin hãy để cho tôi được nhìn thấy màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa và màu mắt đẹp của nhân tình.
được một lần nhìn một mùa xuân có nắng hồng hoa nở, được cùng với nhân tình dịu dàng khúc yêu đương. Nhưng thiên kiều ơi, điều ước cao kia chỉ là ảo ảnh, vì giữa chúng mình hận quán đang ngăn đôi, càng ao ước nhiều thì càng khổ thêm thôi. Vậy ta khuyên nàng hãy quên đi câu chuyện đã qua rồi. Trời ơi, sao chiến tranh nỡ giết chết mộng yêu đương. Cô Thật Xuyên ơi, tôi muốn được nghe ông nói một lần, ông yêu tôi và còn yêu tôi mãi mãi. Thiên kiều ơi, dù ta có nói tiếng yêu em ngàn vạn lần yêu đương đi nữa, cũng chỉ là cơn gió thoảng chút nắng hồng trên đỉnh núi mù sương. Rồi ngàn mây lóp lóp sẽ dâng dâng để xua đuổi một tình yêu vừa chốn nở, rồi khép kín lạnh lùng trong giấc ngủ thiên thu. Thiên kiều ơi, dù ta có nói tiếng yêu em, rồi mãi đây chiến tranh không còn nữa, em sẽ trở về quê hương mong cô. Ta chỉ nhìn theo gió bụi lấp bóng mưa hồng, mai mốt ngày mình có thể còn gặp lại nhau, và nơi trận chiến biết đâu có một người gục chết, kẻ còn lại cúi đầu thương tiếc mặc cho người tình trên trận chiến chiều hôm. Trời ơi, phải chi chúng ta cùng sanh ra cùng chung một giống nòi, để không hận thù, không chém giết lẫn nhau. Phải chi ông với tôi cùng chung một giống nòi. Thiên kiều, Cổ Thạch Xuyên, không, không. Nàng đã là người Mông Cổ, ta còn có bổn phận với quê hương ta. Rồi ông định làm gì? Ta sẽ quay về cầm gươm chiến đấu là người Mông Cổ, để sống chết cùng người dân Tây Hạ. Rồi ông sẽ quên tôi? Đành vậy. Rồi ông sẽ giết tôi? Có thể. Có thể lắm. Có phải ông muốn nói gì vậy không? Giết một kẻ đã cứu mạng sống cho mình, đã hy sinh cho mình, chỉ vì, chỉ vì họ đã yêu. Nàng, nàng muốn nói gì? Đây, ông nhìn xem. Chỉ vì yêu ông mà mới vừa rồi tôi đã cắt tay, nhỏ máu vào thuốc để cho muốn máu phục hồi sức khỏe. Và bây giờ dù muốn dù không thì máu của tôi cũng chan hòa trong huyệt quản của ông. Nàng hy sinh cho ta đến thế sao? Vậy mà ta không có gì đền đáp lại. Trời ơi, chiến tranh, chiến tranh cướp mất đi tất cả chỉ vì chúng ta là hai kẻ khác giống nòi. À khắc thiên kiều, Cổ Thạch Xuyên, đã hai lần ta vay nợ thì đây, ta trả lại nợ cho nàng. Cổ Thạch Xuyên ơi, nợ của ông trót dai thì xin ông nên cất giữ. Nếu như ông yêu tôi thì chính là ông đã trả, còn ông chẳng yêu tôi thì tôi cũng không đòi. Trả máu cho tôi là ông trả cả cuộc đời. Nếu như thế thì sự hy sinh của tôi hoàn toàn vô nghĩa, và tôi biến thành một kẻ lợi dụng tình.
tình yêu. Khổ thật xuyên, dù ông có yêu tôi hay không, tôi xin ông đừng xem tôi như một hạng người tráo trở. Đừng khinh bà tôi vì tôi là người Mông Cổ, đừng thù ghét tôi cho thêm lắm tôi tình. Nợ tao gian, ta phải trả. Tôi chưa đòi, sao vội trả cho tôi? Đến bao giờ? Bao giờ cũng được. Chỉ e rằng ta không trả nổi, sợ rồi đấy nợ sẽ chất chồng thêm. Thiên Kiều ơi, ta sẽ nhớ. Ông nhớ gì? Mái tóc đẹp, bờ môi hồng và đôi mắt lệ rưng rưng. Nhớ hơn nữa những giọt máu chung tình của Thiên Kiều mãi mãi. Còn tôi, nếu tôi sống sót trở về quê hương sau khi cuộc chiến tranh này chấm dứt, tôi nguyện sẽ không dấn thân vào chinh chiến nữa, và sẽ sống bình yên bên đồng cỏ hoang vu. Nếu có những lúc nhớ tới ông, tôi sẽ rủi ngựa chạy đến một miền thung lũng nhỏ, nhặt lá rừng thưa rơi dèo trên đồi cỏ, tôi gọi tên ông và ngồi khóc một mình. Đó là tất cả nỗi lòng tôi đối với ông, cho dù ông đối với tôi như thế nào chăng nữa, tôi vẫn yêu ông, nhớ ông và không bao giờ quên được. Nên chỉ nguyện cầu cho ông được sống bình yên. A Khắc Thiên Kiều, Cổ Thạch Xuyên, mai một tôi về tôi sẽ nhớ. Nhớ trời Tây Hà, nhớ người xưa. Chiều loang loáng nắng trời Tây Hà, trận chiến chưa tàn. Về Tây Hà lòng buồn luôn nhớ ai, nhìn mây trôi thoáng buồn tha thiết bóng người xưa. Bên nắng chiều Tây Hà trời buồn sương phủ vàng, sầu thương trong quán hờn xót xa cho tình trái ngang. Bao dòng từ đâu kéo về, ai gieo khổ sầu, thân tình nguyện mai khắc ghi. A Khắc Thiên Kiều, Cổ Thạch Xuyên, đây thẻ lệnh, anh đi cầm lấy và đi đi. A Khắc Thiên Kiều, đi nhanh đi. Đi thế rồi. A Khắc Thiên Kiều, anh chưa xa. Tại sao em cãi lại lệnh của cha, lệnh anh? Em phản bội dòng nòi Mông Cổ. Anh chưa sai, tại vì em đã yêu hắn à? Phải. Vậy là kẻ thù đã cướp mất của anh một đứa em đã cùng anh chung sống thời thơ âu. Nó giết hại đời em, làm cho em anh sợ rồi đây, anh làm kẻ thiện đứa đứng nhìn con đò xưa rời xa bến cầu, bỏ lại dòng sông xưa bạn bạc màu trắng yếu rũ cho cách sang sông chờ đợi đó. Hai đứa mình chung sống bên nhau,
Thiên Kiều ơi, anh thương em và chỉ biết có em thôi. Anh lo lắng cho em là gì? Chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ khi em đã dâng thân vào chốn tình thương. Em biết và em bằng lòng với hiện tại. Em không nghĩ đến tương lai gì à? Nếu một mai đời em sẽ khổ, em bằng lòng, em bằng lòng chấp nhận. Thiên Kiều ơi, em đã yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không thể thản nhiên nhìn người ta gieo khổ cho em. Mặc dù chính anh cũng đã dựng lên một thiên đường trong mộng, nhưng trời ơi, mộng đã bay cao nhạt nhòa trong sương khói, và anh chỉ còn lại đây một khoảng trống lạnh lùng. Không biết rồi đây cuộc đời anh có còn lại được gì không, hay là sẽ mất đi tất cả những gì mà anh ao ước cho mùa xuân ngủ yên ngoài chân trời xa vắng, cho anh một mình ôm lấy ở đó. Anh Châu Sa ơi, nếu Châu Sa thương em thì anh hãy bảo vệ tình yêu cho em. Không thể được. Tại sao? Anh không thể nào tha thứ cho nó. Tại sao vậy? Vì nó là tên nô lệ mà phụ thân đã bắt nó hộ tống đoàn quân và em về Mông Cổ. Ta chưa biết cầu xin đến người Mông Cổ bất cứ một điều gì. Vì là nhà ngươi phải chết. Sao mà Châu Sa? Anh Châu Sa, nếu anh giết người ta thì anh hãy giết em đi. Anh sẽ đưa lại phụ thân tùy người đến liệu. Cô Thạch Xuyên. Tiểu thơ, nếu tiểu thơ còn xót thương cuộc đời của một tên nô lệ thì xin tiểu thơ hãy về lại quê. Đường quang sáng còn
Mã Phu. Dạ. Ra ngoài đợi lệnh. Tiểu thư. Cố Thạch Xuyên. Đi. Cố Thạch Xuyên. Thiên Kiều, bây giờ em hãy vào trong sứ soạn để cùng anh lên đường về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ. Em quyết ở lại nơi này. Tại vì... Tại vì sao? Thiếu dân người ta thì làm sao em sống nổi. Trời ơi, thiếu dân người ta làm sao em sống nổi. Vậy chứ sống bên nhau từ thơ ấu đến bây giờ. Nếu thiếu vắng em rồi, anh biết sống sao đây? Em làm khổ anh rồi Kiều ơi. Anh Chu San nói cái gì? Tại sao lại làm khổ anh? Anh muốn nói là anh đã... Anh đã sao? Anh đã yêu em. Hả? Anh Chu San, anh nói gì? Anh nói gì? Trời ơi, anh điên rồi. Anh điên loạn rồi phải không? Tại sao? Tại sao lại nói yêu một đứa em cùng chung huyết thống? Trời ơi, anh điên rồi, anh điên rồi. Phải, anh đã điên vì mười mấy năm qua muốn đối yêu em mà chưa một lần anh dám nói. Để hôm nay thì không còn gì nữa cả, khi em dẫm chân lên bụi xóa mồ. Từng ngang dọc mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Thiên Kiều ơi, anh nói ra đây với nỗi niềm thầm kín rồi. Thiên Tố, anh cầm nín đang nghe lời. Trời ơi anh Chu Sa, em không hiểu làm sao hết, em không hiểu anh làm sao hết. Anh tại sao lại nói yêu một đứa em cùng chung huyết thống? Anh điên rồi, anh điên loạn rồi. Của em không phải là A Khắc Thiên Kiều. Ha, anh nói gì? Anh nói lại đi. Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu chi. Mười bảy năm qua cha cứu em trên sông Hoàng Hà, sống dậy gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em vô tình, anh đau khổ biết bao nhiêu. Anh buồn gào to lên rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta không cùng chung bao quyết, từ thuở sơ sanh đã khác biệt tôi buồn. Anh Chu Sa, anh nói gì? Anh nói... Trời ơi, mà tại sao tôi lại nói? Anh đã nói rồi. Hả? Anh đã nói rồi. Dạ, anh đã trở thành đứa con bất hiếu nhất trần gian. Anh nói dối, có phải nói dối không? Có phải nói dối không anh Chu Sa? Anh nói thật. Dạ, anh biết rằng phụ thân đi giết chết anh chỉ dám tiết lộ ra câu chuyện này. Nhưng anh rất vui lòng, anh rất vui lòng vì anh đã nói tiếng yêu em. Không,
sự thật tên của em không phải là A Khách Tiên Kiều. Chú Sa, anh nói cái gì? Anh nói lại đi. Tên em là gì? Tên của em là gì? Em là con của ai? Cha mẹ em là ai? Trời ơi, thì ra tôi chỉ là một đứa con quan. Cha mẹ tôi là ai? Trời ơi, tại sao cuộc đời tôi lại bất hạnh như thế này? Tiên Kiều ơi.